Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa nay Chủ nhật ngày 8 tháng 9 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo ứng phó, tình hình thiệt hại và triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả của cơn bão số 3. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên. Thống kê ban đầu, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên không có thương vong về người, thiệt hại ban đầu ước tính trên 150 tỷ đồng. Theo Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai, bão số 3 là cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông trong vòng 30 năm qua. Khi đổ bộ vào đất liền, sức gió mạnh nhất cấp 13-14, giật cấp 16-17. Bão số 3 và hoàn lưu sau bão có phạm vi ảnh hưởng tới 26 tỉnh, thành phố, từ khu vực Bắc Bộ tới Thanh Hóa. Sơ bộ một số thiệt hại bước đầu gồm 5 người chết, gần 190 người bị thương. Nhiều nhà cửa, cột điện, lúa, hoa màu, lồng bè bị thiệt hại. Dự báo hoàn lưu bão số 3 sẽ gây mưa lớn cho cả khu vực Đồng Bằng, Trung Du và vùng núi phía Bắc với lượng mưa trung bình có thể lên tới 100-150mm, có nơi trên 200mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ trên các sông suối và lũ quét sạt lở đất tại một số địa phương. Tại Hưng Yên, bão kéo dài nhiều giờ với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 11. Sơ bộ thống kê ban đầu trên địa bàn tỉnh không có trường hợp thương vong, phải sơ tán 114 hộ. Về cơ sở vật chất, một ngôi nhà bị sập, hơn 950 nhà bị tốc mái, gãy đổ trên 9.200 cây xanh, bị đổ trên 90 cột điện, thiệt hại trên 14.000 hecta hoa màu. Một số biện pháp khắc phục đã được triển khai ngay trong đêm 7 tháng 9 và sáng 8 tháng 9, nhất là khôi phục việc cấp điện trở lại, vận hành các trạm bơm tiêu, dọn dẹp đường giao thông. Thông tin cụ thể của hội nghị sẽ được chúng tôi chuyển tải trong các chương trình thời sự sau. Đầu giờ sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do bão số 3 trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có các đồng chí Đại tá Tô Thành Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác kiểm tra chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do bão số 3 tại các huyện Văn Giang, Văn Lâm và thị xã Mỹ Hào, trong đó tập trung kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả tại các địa phương có nhiều diện tích cây trồng ăn quả, hoa, cây cảnh, diện tích lúa bị đổ, các khu cụm công nghiệp, các dự án công trình đang xây dựng. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu các địa phương khẩn trương tập trung huy động phương tiện, nhân lực cho công tác tiêu úng bảo vệ diện tích lúa hoa màu. Đối với diện tích lúa bị đổ ngả, cần tập trung chỉ đạo hướng dẫn nông dân buộc dựng lại, đồng thời tiến hành thống kê cụ thể, xác thực những thiệt hại do bão gây ra đối với sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, từ đó đề xuất chính sách hỗ trợ kịp thời. Những việc sau bão cần lưu ý huy động lực lượng dọn dẹp đường giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm vận hành có hiệu quả hệ thống thủy lợi, kênh mương, trạm bơm và các cống tiêu thoát nước, không để ngập úng ở khu vực sản xuất, dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân, doanh nghiệp. Việc khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra là hết sức cần thiết và khẩn trương, kịp thời, nhưng quá trình triển khai thực hiện phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về người cho lực lượng tham gia. Ngành điện lực huy động tối đa nhân lực, phương tiện, thiết bị vật tư, nhân lực để nhanh chóng khôi phục cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất, phục vụ đời sống của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh sau bão. Trong hệ thống của điện lực thành phố là ảnh hưởng sau bão. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 3 tại huyện Kim Động và thành phố Hưng Yên. Trên địa bàn huyện Kim Động bước đầu đã có 1.300 hecta lúa bị đổ, 850 hecta cây ăn quả, trong đó diện tích chuối là 400 hecta, 24 lồng bè cá bị thiệt hại, 4 điểm sự cố điện, khoảng 40 cột điện, cột truyền thanh bị nghiêng đổ. Hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn 65 trạm biến áp mất điện. Nhiều cái cột điện cao thế bị đổ, do vậy cái ngạch, cái nguồn điện là cung cấp cho các trạm bơm này là không hoạt động được. Đây là một cái tổn thất rất là lớn. Tuy nhiên đây thì ngành điện ở đây cũng các đồng chí cũng có kế hoạch, có phương án rất là tốt để phân vùng, rồi cách đi những cái đoạn mà không bị không khắc phục được để chia đoạn phân phúc ra. Đó để tiếp tục khắc phục các hậu quả. Và trên quan điểm này thì tôi giao cho ngành điện lực trong ngày hôm nay trước 6 giờ tối là 100% tất cả các trạm bơm của toàn tỉnh là phải được khắc phục, là được có nguồn điện cung cấp để chúng ta tiếp tục hoạt động 24/24 để phòng sau khi mà có bão thì tiếp tục là mưa lớn. Mà mưa lớn thì đương nhiên là cái nước hiện nay chúng ta nước ở trong lòng cũng rất là nhiều rồi. Dù mặc dù là cái ảnh hưởng nó giảm thiểu tương đối nhưng mà do bão lớn mưa to, do vậy cái mực nước tiếp tục dâng cao thì các trạm bơm này hơn 400 tổ máy của toàn tỉnh này phải được hoạt động cơ bản 100%. Và các trạm bơm hoạt động càng nhanh càng tốt để làm sao mà cái lượng tiêu nước ra ngoài đảm bảo cho vùng lúa, vùng các cho bà con được tốt hơn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu Điện lực Hưng Yên tập trung toàn lực lượng, làm việc liên tục, khắc phục cơ bản các sự cố điện để sớm vận hành các trạm bơm
phục vụ chống úng và bảo đảm sản xuất. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu công ty khai thác công trình thủy lợi khi có điện khẩn trương vận hành các trạm bơm tiêu, tiếp tục khơi thông dòng chảy, khoanh vùng ưu tiên các khu vực bị ngập úng, hướng dẫn người dân dựng bùa các diện tích lúa và cây ăn quả bị đổ cũng như khắc phục chăm sóc sau bão. Lực lượng công an, quân đội, các tổ chức đoàn thể và nhân dân khẩn trương thu dọn cây bị đổ, dọn vệ sinh môi trường ngay trong ngày hôm nay. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo toàn bộ các trường dọn dẹp vệ sinh trường học để chuẩn bị đón học sinh. Các địa phương kiểm tra, rà soát các gia đình khó khăn bị ảnh hưởng của bão, có giải pháp sớm nhất hỗ trợ bảo đảm đời sống cho các hộ phải sơ tán, đồng thời thống kê đầy đủ chính xác thiệt hại do bão số 3 gây ra. Tiếp theo là thông tin về các địa phương tập trung khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra. Huyện Văn Giang có 65 nhà dân bị tốc mái, khoảng 150 nhà xưởng, nhà giàn, nhà lưới trồng hoa cây cảnh bị thiệt hại. Bão số 3 cũng làm gần 2.200 cây xanh bị gãy đổ, khoảng 70 hectare hoa cây cảnh, quất, bưởi cảnh bị ảnh hưởng, 65 hectare hoa màu bị dập nát, 55 hectare cây ăn quả bị gãy đổ, tập trung chủ yếu ở các xã Xuân Quan, Phụng Công, Liên Nghĩa, Mễ Sở và thị trấn Văn Giang. Ngay sáng sớm, các hộ trồng hoa cây cảnh tại địa phương đã ra đồng để khắc phục thiệt hại do bão gây ra. Theo thống kê sơ bộ, thành phố Hưng Yên có trên 900 cây gãy đổ, gần 150 biển quảng cáo đổ gãy, 16 cột điện đổ, 44 nhà lập tôn bị tốc mái. Về sản xuất nông nghiệp, hơn 420 hectare chuối ở các xã Phú Cường, Hùng Cường, Quảng Châu và phường Lam Sơn bị gãy đổ. Ngoài ra, bão gây thiệt hại gần 90 hectare rau màu và làm đổ trên 50 hectare lúa. Trong sáng nay, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên, Điện lực thành phố Hưng Yên cùng các lực lượng hỗ trợ như cảnh sát giao thông, quân đội đã ra quân dọn dẹp cây xanh gãy đổ và khắc phục tình trạng cột điện đổ gãy, chắn ngang đường giao thông tại các khu vực cổng chùa Chuông, đầu đường An Vũ, đường Phạm Hồng Thái, đường Hoàng Thị Loan, khu vực các đường quanh công viên Nam Hòa. Trong buổi sáng nay, đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên đã đi kiểm tra và yêu cầu các địa phương, ngành chức năng sớm khắc phục hậu quả do mưa bão số 3 gây ra. Huyện Văn Lâm có 1.000 cây xanh bị gãy đổ, 1.000 hecta lúa bị đổ, trên 30 hecta cây ăn quả, hoa màu và cây trồng khác bị ảnh hưởng, 137 nhà ở, trụ sở bị tốc mái, 2 nhà xưởng bị sập, có 2 hộ dân ở xã Đại Đồng và 1 hộ dân ở xã Lương Tài được sơ tán đến nơi an toàn. Hiện nay huyện đang tập trung lực lượng khắc phục ngay các sự cố do mưa bão, ưu tiên các tuyến đường giao thông, cơ sở y tế, trụ sở các cơ quan, diện tích lúa do màu bị ngập úng gãy đổ, khẩn trương thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày, nhất là trẻ em, người già và các đối tượng yếu thế. Huyện Phù Cừ có gần 70 nhà bị tốc mái hoàn toàn, hệ thống cơ sở hạ tầng bị hư hỏng nặng, chủ yếu là tốc mái, đổ tường rào, như trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Hoàng, trường tiểu học Quang Hưng, chi cục thuế huyện, trường mầm non Trần Cao. Đặc biệt, huyện có gần 3.000 hectare lúa và hoa màu bị thiệt hại, gần 600 số cây xanh bị gãy đổ, hệ thống loa truyền thanh các xã Nhật Quang, Đoàn Đào bị hư hỏng nặng. Hiện nay huyện đang tập trung bơm tiêu thoát úng tại các vùng trũng, điện lực Phú Tiên tập trung khắc phục sự cố điện. Huyện cũng lên kế hoạch hỗ trợ xây sửa nhà cho các hộ bị hư hỏng do bão. Thị xã Mỹ Hào có gần 200 nhà bị tốc mái, chủ yếu là mái tôn, mái vẩy, lán xe, gần 1.000 cây xanh bị đổ gãy, gần 500 biển quảng cáo hư hỏng, diện tích lúa đổ là gần 1.700 hecta, 30 hecta rau màu và cây ăn quả, 4 cột điện bị đổ gãy, cá ao hồ đầm nuôi trồng thủy sản cơ bản an toàn. Thị xã đang chỉ đạo các địa phương, ngành chức năng và người dân tập trung lực lượng khắc phục. Huyện Khoái Châu có trên 400 cây xanh bị bật gốc, một số cột điện, mái tôn tại trường học, biển quảng cáo bị tốc mái, thiệt hại về hoa màu khoảng trên 700 hecta. Trong đó diện tích lúa đổ trên 300 hecta, hoa cây cảnh 20 hecta, rau màu 56 hecta, cây ăn quả gần 350 hecta. Một số xã thiệt hại về diện tích cây nông nghiệp như Đại Tập, Tứ Dân, Đông Ninh. Hiện tại một số các hộ dân đã xuống đồng, chủ động thu hoạch diện tích cây ăn quả rụng như chuối, cây có múi. Chính quyền các địa phương đang khẩn trương bố trí nhân lực, vật lực thu dọn vệ sinh cây cối đổ bên đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông và đi lại của người dân. Huyện Yên Mỹ có 38 nhà bị tốc mái hư hại, trên 560 hectare lúa, hoa màu và cây ăn quả, trên 140 cây xăng bị thiệt hại và hư hỏng. Trong đó ảnh hưởng nhiều nhất là các xã Đồng Than, Giai Phạm, Hòa Long. Khắc phục tình trạng trên, huyện Yên Mỹ chỉ đạo xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện vận hành tối đa các trạm bơm tiêu từ 4 giờ 10 sáng ngày 8 tháng 9 năm 2024 ngay sau khi có điện, đồng thời huy động lực lượng khôi phục cây xanh, hoa màu bị gãy đổ, khắc phục sửa chữa các công trình, nhà ở bị tốc mái. Đến giữa trưa nay, Công ty Điện lực Hưng Yên đã khắc phục được 100% hệ thống điện 110 kV và điện cấp cho các trạm bơm trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Công tác khắc phục đang được các điện lực tiếp tục triển khai với 100% quân số hiện hữu và dự phòng nhằm đóng điện trở lại sớm nhất với các phụ tải là khách hàng sử dụng điện sinh hoạt.
Bão số 3 đã gây sự cố điện cho 70 lộ dây truyền tải điện, trong đó có 8 lộ 110 kV, còn lại là các lộ 35 kV và 22 kV, khiến cho 132 trạm biến áp ngưng hoạt động. Theo đó, sau hơn 8 giờ khắc phục sự cố, đến thời điểm này, 100% sự cố trên lộ 110 kV đã khắc phục xong và đóng điện trở lại. Dự kiến là trong vòng 1,5 tiếng là chúng tôi sẽ xử lý cái sự cố đường dây 2kV lộ 479E8.7 để cấp điện lại cho dân theo đúng cái kế hoạch bên lãnh đạo giao ạ. Với các trạm bơm trọng điểm chống úng của tỉnh, đến 12 giờ trưa nay sẽ hoàn thành đóng điện 100% trạm. Các điện lực và đội xử lý nhanh đã khắc phục được 67 sự cố, qua đó còn 65 trạm biến áp cấp điện từ lưới trung thế đến hạ thế sẽ được toàn ngành nỗ lực khắc phục nhanh sự cố đóng điện trở lại cho khách hàng sử dụng. Bão số 3 đổ bộ vào địa bàn tỉnh Hưng Yên có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11. Các địa phương trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong đó mưa lớn nhất là tại huyện Ân Thi trên 200mm. Mưa và gió lớn đã làm thiệt hại, ảnh hưởng nhiều diện tích lúa, hoa màu và tài sản của người dân và doanh nghiệp. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên không có thiệt hại về người, đã sơ tán 114 hộ. Về cơ sở vật chất, nhà bị tốc mái hư hại 951 nhà, sập 1 nhà trên 9.000 cây xanh bị đổ. Thiệt hại về hoa màu ước tính diện tích thiệt hại trên 14.000 ha, trong đó diện tích lúa trên 10.000 ha, cây ăn quả 1.800 ha. Các thiệt hại khác: 5 ô tô, 6 xe máy và 2 xe cải tiến bị cây đè, 490 mét vuông mái chống nóng trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng 48 lồng bè cá, 4 trạm biến áp bị sập đổ, 65 trạm biến áp chưa có điện, trên 100 trạm bơm mất điện, ảnh hưởng thiệt hại tại một số khu công nghiệp, một số cây bị đổ và tốc mái, bung cửa tại một số nhà máy. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.